Một nơi an cư lạc nghiệp gần biển Nha Trang, thuận tiện đi tắm biển và hít thở bầu không khí trong lành, tốt cho sức khỏe của chúng ta. Là cuộc sống mà ai ai cũng hằng mơ ước, phải không ạ? À? Nếu anh chị đang tìm kiếm một nơi an cư lạc nghiệp tại thành phố Nha Trang và tầm tài chính anh chị chỉ có dao động từ 1 tỷ 2 đổ lại thì đừng bỏ qua căn hộ này. Đây là căn hộ chung cư nhà ở gần biển thuộc thành phố Nha Trang, tọa lạc tại phường Vĩnh Trường, nằm trên con đường Tô Hiệu và vị trí này là vị trí bốn mặt tiền. Từ vị trí này đi ra biển là khoảng 1 km và sát bên có chợ Bình Tân, chợ hải sản nằm dọc theo con đường Võ Thị Sáu Nha Trang. Xung quanh có đầy đủ trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và bây giờ thì em Châu sẽ giới thiệu cho các anh chị về một căn 2 phòng ngủ với diện tích là 63,4 mét vuông. Và căn này có công năng là 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, có 2 ban công rất là lớn, một cái lô gia và một cái ban công phòng khách. Đón được view sông, view biển và nhìn thấy Vinpearl rất là đẹp. Và bây giờ thì xin mời các cô chú anh chị cùng đi theo em Châu để em miêu tả về thiết kế căn này cho cả nhà mình cùng xem. Và bây giờ thì em sẽ mô tả chi tiết vị trí căn hộ của mình cho các anh chị mình hiểu rõ hơn nha. Thì bước ra từ cầu thang máy ở đây như thế này. Đó thì một mặt bằng tầng sẽ có hai thang máy. Và cái căn của chúng ta thì ở rất là gần bên này nha các anh chị. Đây là căn số 10, 16 nè. Đó. Đây là tầng 25. Ở phía trên là còn tầng 26 nữa nên là tầng này là tầng cao nhất của chung cư BH Nha Trang và không hề nóng nha, tại vì phía trên còn một cái tầng nữa là tầng 26 rồi mới tới là tầng trên cùng. Không phải là tầng áp mái nên các anh chị mình yên tâm là căn này không hề nóng một tí nào nha. Rồi em Châu đang ở vị trí đúng là tầng 25, căn 16 luôn. Đây, và bây giờ thì em sẽ đi vô trực tiếp quay cho các anh chị. Thì mình đây là căn hộ 2 phòng ngủ nha, diện tích là 63,4 mét vuông. Đi vào thẳng thì đi ở phía bên này đó chính là khu vực không gian phòng khách. Đó, ở đây thì các anh chị sẽ thiết kế một cái tivi nè. Bên này thì chúng ta sẽ để một cái bộ sofa phòng khách. Ở đây là một khu vực bàn ăn nha các anh chị. Rồi, thì để sau này em sẽ gửi cho các anh chị về những cái mẫu thiết kế. Bên này đó là khu vực nhà bếp. Khu vực nhà bếp ở khu này. Đó, thì ở đây thì các anh chị sẽ để tủ lạnh nè, khu vực không gian bếp, tủ bếp tre, tủ bếp dưới. Thì ở đây chủ đầu tư đã lắp sẵn những cái đường dây điện để các anh chị làm cái máy hút mùi đó. Còn đây là có ổ cắm điện sẵn, phía bên dưới cũng có ổ điện chờ sẵn ha. Bên đây là cũng có đường ống thoát nước sẵn mà chủ đầu tư thiết kế cho các anh chị mình luôn nè. Rồi bên này là khu vực không gian phòng khách và có một ban công rất là đẹp, rất là sáng. Hướng này là buổi sáng là hướng hướng nam, hướng đông nam nha các anh chị. View núi và thấy view sông luôn. Đây là sông buổi chiều rất là đẹp, rất là mát nè. Buổi sáng là các anh chị phơi đồ ở đây là rất là thoáng luôn. Phơi đồ là bao khô. Đó, bên kia đó chính là Vinpearl các anh chị mình thấy không ạ? À? Đó chính là Vinpearl. Vinpearl cầu cáp treo Vinpearl đó, khu du lịch nổi tiếng của tại thành phố Nha Trang. Vỉa hè ở đây cái khu vực ban công ở đây thì tầm khoảng là 8 tấc ha các anh chị, 8 tấc. Thì sau này các anh chị làm một cái cửa lùa, cửa mình có thể là thiết kế kiểu wasabi cũng đẹp, hoặc là các anh chị thiết kế theo kiểu dạng cửa lùa ở phía khu vực này nha. Bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết bên trong. Căn này thì có cả hai nhà vệ sinh, thì bước vào cửa thì phía bên tay trái đây là khu vực nhà vệ sinh chung nè. Em sẽ đi vào bên trong đó, nhà vệ sinh thiết kế từ chủ đầu tư. Đây là căn hộ bàn thô, bàn giao thô, căn trống thì sẽ có nhà vệ sinh thì có một cái bệ xí, cái lavabo, máy rửa mặt, gương. Căn này thì có sẵn cái hệ thống bồn nước rồi nha các anh chị.
Rồi, các anh chị lắp thêm một cái máy hút mùi ở khu vực này nữa là đầy đủ. Cửa thì có cửa nhôm rồi. Rồi tiếp theo thì sẽ đi vào khu vực hai phòng ngủ. Thì khu vực phòng ngủ một nhỏ thì sẽ dành cho trẻ con. Thì ở đây cũng có lắp sẵn một cái đầu chờ để gắn máy lạnh, đèn, một cái cửa sổ lớn. View thì sẽ nhìn xuống thành phố, view sông nha các anh chị đó, view sông quán trường đổ ra biển rất là đẹp và có núi, cạnh núi rất là yên bình. Đó. Đây thì các anh chị có thể làm một cái tủ quần áo, một khu vực bàn học và giường ngủ. Nếu mà các anh chị có hai đứa con thì mình có thể là làm giường tầng để tối đa hóa diện tích và không gian. Ở đây thì chủ đầu tư cũng đã tính toán rất là tốt để từng mm đó có thể là đón được, lấy được ánh sáng tự nhiên phía bên ngoài vào cho cả gia đình mình, có thể là tiết kiệm được đèn. Các anh chị mình ví dụ như cả ngày mình ở nhà hả, cuối tuần á thì các anh chị mở cửa ra hết là không cần phải bật điện lên mà nhà mình vẫn là sáng, rất là sáng đúng không ạ? Các anh chị mở cửa ra là gió thổi cả ngày luôn, rất là mát, không cần phải mở điều hòa hay là quạt luôn. Rồi bây giờ là khu vực phòng ngủ lớn, khu vực này thì dành cho ba mẹ, thì ở đây có thể là để một cái tủ quần áo, một cái giường đó. Còn bên trong á, bên trong là có một cái nhà vệ sinh riêng để cho ba mẹ dễ dàng có thể là đi vệ sinh buổi tối nè. Bên đây là các anh chị có thể là thiết kế một cái bàn làm việc hoặc là cái bàn trang điểm. Ở đây là cái khu vực lô gia để các anh chị có thể là để một cái nhà kho hoặc là các anh chị để một cái máy giặt, rồi mình làm một cái dàn phơi đồ ở ngoài đây, đồ là bao khô luôn vì nắng biển rất là tốt và gió biển thổi cả ngày luôn. Đấy. Và căn này á, căn này là giá gốc từ chủ đầu tư của công ty BH Nha Trang luôn nha các anh chị. Giá là 1 tỷ 186 triệu đã bao gồm VAT, đóng được 95%. Và giá này thì Châu cũng xin chia sẻ với các anh chị là giá chưa bao gồm 2% phí bảo trì. Nếu mà các anh chị thanh toán đủ 95% không trả góp á, thì các anh chị sẽ được chiết khấu thêm là 150 triệu so với giá mà em Châu đã chia sẻ. Còn nếu mà anh chị trả góp á, thì anh chị sẽ được chiết khấu có 50 triệu thôi nha. Và tại sao trả góp và tại sao lại không? Ở đây là căn hộ nhà ở xã hội nên chỉ dành cho quý anh chị chưa chưa có suất mua nhà ở xã hội tại Khánh Hòa hoặc là tại các địa phương anh chị, thì các anh chị có cơ hội mình được mua một căn hộ chung cư gần biển tầng cao sở hữu lâu dài tại thành phố Nha Trang, đó chính là căn hộ này với giá có VAT 1 tỷ 186 triệu sở hữu lâu dài giá 95%, chưa chưa gồm 2% phí bảo trì nha các anh chị, chưa gồm 2% phí bảo trì. Nếu các anh chị thanh toán hết thì các anh chị chiết khấu được 150 triệu. Nếu mình trả góp thì mình chỉ được chiết khấu 50 triệu thôi nha. Chiết khấu 50 triệu. Và trả góp ở đây là như thế nào? Trả góp là các anh chị sẽ được miễn phí trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất là 0%. Quá là tuyệt vời phải không ạ? Chính vì vậy các anh chị đừng bỏ qua cơ hội để sở hữu nhà gần biển Nha Trang với một mức giá không bao giờ có nữa tại thành phố Nha Trang, 1 tỷ 186 triệu, chiết khấu lên đến 150 triệu, thì đâu đó chỉ còn khoảng là 1 tỷ 030 triệu cho căn hai phòng ngủ, vị trí gần biển tầng cao. Các anh chị nào mong muốn sở hữu căn này thì hãy gọi ngay cho em Châu theo số điện thoại trên màn ảnh 0907 063 246. Và các anh chị có cảm nhận về căn hộ này như thế nào thì hãy bình luận phía bên dưới video này để em cho có thể là gọi tư vấn trực tiếp cho các anh chị, hoặc là các anh chị để lại số điện thoại để em có thể là gọi và tư vấn. Nếu mà anh chị mong muốn xem thực tế căn này như thế nào thì hãy gọi ngay cho em Châu là em sẽ đưa cho các anh chị đi lên xem thực tế của căn này luôn và tư vấn về các chính sách hỗ trợ để anh chị mua được căn hộ giá rẻ tại thành phố Nha Trang, thuận tiện cho các anh chị
ăn ở lập nghiệp tại thành phố Nha Trang, hoặc là các anh chị với mong muốn là để lại một tài sản cho con cái mình sau này, thì hãy gọi ngay cho em Châu nha. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những phần video chia sẻ căn hộ nhà ở giá rẻ Nha Trang lần sau.